Ok, người nào nữa? Dạ con kính thưa sư phụ, con vợ chồng con với hai đứa con nó đã truyền tâm ấn. Con có một vấn đề con kính thưa sư phụ khai thị cho con. Đứa con gái con 7 tuổi nó đã được truyền nửa pháp rồi, mà từ nhỏ tới lớn bây giờ nó không nói chuyện với ai hết. Dạ đi Làm sao? con cho nó đi học á, con cho đi học lớp 1 rồi nhà trường ở trên bác sĩ được thử đi khám nó thử, nó nói rất bình thường mà già rất thông minh, nhưng cái nó không nói chuyện, đâm ra dạy học rất là khó, nó không trả lời gì hết nhưng mà làm bài rất được. Dạ giờ năm nay lên lớp 2 rồi thì nó cũng vẫn không nói chuyện nữa, bạn bè nó không chơi với ai hết, nó chỉ một mình thôi. Xong rồi người ta đưa lên bác sĩ viện đại học về sinh đợi về đứa trẻ đó, thì mời con lên nói chuyện là bây giờ phải cho nó uống thuốc, phải dùng thuốc thì để cho nó phải có cái sự dạn dĩ lên á. Thì con không biết nhân câu hỏi này con gặp được sư phụ, xin sư phụ khai thị cho Không con. nói chuyện gì mà ở nhà có Dạ nói ở được nhà không? nó chỉ riêng nói một mình con Thì thôi thì nói, thì tại nó không muốn nói thì thôi, bắt chi, mà đâu ở phải là câm đâu. dạ nó không câm, nhưng mà ở ngoài về về đi học nó rất là nhà trường không đồng ý, bác sĩ yêu sư phụ xin lỗi. Ok, không đồng ý thôi mình dạy ở nhà. Dạ Mọi nước đều có quyền dạy con ở nhà mà. dạy học con không có dạy được vì nó Không, học. kêu có computer rồi nó chỉ chứ. Học mà correspondence Dạ hay là mời người ta tới nhà dạy á. coi như là không nên chốt thuốc hả sư phụ Thuốc hả? chi đâu, người ta đâu bệnh gì đâu chứ, Dạ uống nó thuốc. bình thường thôi à, Uống thuốc nhiều khi nó mà sinh ra cái dị ứng mệt nữa. nó chỉ không nói chuyện với ai hết, Không thích nó chứ có mà chuyện gì đâu phải nó nói. chỉ mỗi buổi sáng mà nó đi học nó chỉ xin nó thưa sư phụ đi học thôi à, nó chỉ nói vậy đó à. Dạ Cái không có nói gì thôi, chừng nào người ta sẵn sàng người ta sẽ nói, hiểu chưa? dạ Bây giờ ta chưa muốn nói, mà dạ có chuyện đâu phải nói, con nít mà chuyện gì đâu nói, hiểu chưa? dạ Nó đâu có gì đâu, mắc bình thường đâu, hiểu không? dạ Uống thuốc làm gì bác hả? sĩ kêu con phải cho nó uống thuốc. Mà con muốn cho nó uống Dạ thuốc không? con không, con xin Có cảm muốn ơn nó sư nói phụ. chuyện nhiều không hả? Có muốn không? Con muốn cái gì? Dạ không, con chỉ tại con gặp sư phụ con thỉnh sư phụ con khai thị cho con hiểu thôi. Ok, thì con không nói thì thôi chứ cần gì đâu phải nói chuyện nhiều thêm thị phi đâu. Thì nếu nhà trường nói con tôi nó vậy, nó ở nhà nó có nói, nhưng mà tại ở đây nó không muốn nói, là tôi không biết làm sao, tôi không thích cho nó uống thuốc. Mình có quyền từ chối, hiểu chưa? Tại mình thấy con mình đâu có bệnh gì đâu, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Thì dĩ nhiên khỏi cứ cần uống thuốc, thấy không? Uống thuốc tôi sợ con tôi nó mẫn cảm, nó dị ứng, nó sensitive. Dạ con cũng nghĩ vậy. Thì nói vậy rủi nó có bệnh gì tôi làm sao? Phải không? Tự giờ con tôi mạnh khỏe như vậy đó, tự nhiên vậy uống thuốc rủi có chuyện gì làm sao? Bà có bảo chứng được cho con tôi nó sẽ bình thường không? Ví dụ vậy đó. Thì nếu mà nhà trường cho học tiếp tục, nó làm bài rồi đàng hoàng thì đâu có sao. Còn nếu không cho học thì thôi, tôi đem con tôi về nhà tôi dạy, nói vậy đó. Ok. Dạ con cảm ơn sư phụ. Còn nếu muốn cho uống thuốc đó tùy của cô. Dạ không không xin sư phụ Ok, dạy con, tùy dạ con cảm tùy ơn sư tùy phụ. tùy cô hả? Tại cô là cha mẹ, sư phụ chỉ nghĩ vậy thôi, hiểu Dạ con không? cảm ơn sư phụ. Nếu mà nó muốn nó nói chuyện líu lo líu lo Dạ líu lo thì bị cho nó uống thuốc không. đi, ok? Dạ tôi cảm ơn sư phụ. Nhiều người thì ít nói, hiểu không? Ít nói.比方说，师傅的相片是用时间长了以后褪色了，或者有的磨损，或者有的坏了一部分，这个相片应该怎么处理好呢？相用片，久了以后，烧掉了，烧了，烧了。用火烧了算了，OK。还有一件事情就是，比如说我们家里有人买这个，就是奖券儿，OK，大家乐。这个有没有业障？我就说的，为什么卖那个？是政府给的卖的，对去呀，店拿是不是？对，帮着政府卖的。没关系呢，你要卖就卖嘛。哎呀，不然的话，没有工作都什么都不能做的话，那怎么赚钱嘛？好不好？没做坏事就好了。这个是给人家，谁要买就买嘛。OK，种也好嘛。好嘞，谢谢师傅。不客气。Yeah。Kính thưa sư phụ, con có ba đứa con á sư phụ, nó đều truyền tâm ấn hết á sư phụ. Nhưng mà tới tuổi lớn là sao nó lười tu quá sư phụ. Mấy lớn? Lớn bao lớn? Một đứa lớn nhất là 20 tuổi, rồi 17, 18 tuổi á sư phụ. Nhưng mà không la rầy nó thì nó không có chịu ngồi thiền á sư phụ. Thì mình la rầy. Qua cái lứa tuổi này có nguy hiểm không sư phụ? Nguy hiểm gì?
Tại vì lúc này nó hay đi chơi lắm đó sư phụ. Mấy tuổi? 17, 18 đó, sư phụ. Mấy cái tuổi này hơi nguy hiểm chút. Là con cũng sợ đó sư phụ. Thì phải gần gũi với quý vị đó hả? Gần dạ. gũi, nói chuyện thân mật nhiều. Nhiều khi dẫn ra tiệm với nhau hả? Dạ. Bạn cho nó chán thì chưa từng đi theo bài bạn hoài hiểu chứ? Dạ. Ở nhà nghiêm khắc một chút, mà coi sóc còn chơi với ai là những cái gì ví dụ vậy đó. Dạ. Nhưng mà phải thân thiện, hiểu không? Thân dạ. thiện, tặng cho con gái nó tin mình, nó bày tỏ tâm sự, hiểu không? Ừ. Chứ nếu không thì mình, nó không nói với mình biết, nó làm gì, nó lén lén, nó sợ mình không dám nói á. Dạ. Mới nguy hiểm. Chứ nếu nó tin tưởng mình ha, dạ. thân thiện thì nó bày tỏ tâm sự thì mình biết cách mình chỉ dẫn. Hiểu không? Dạ. Dạ. Ừ. Chúng nó hay tâm tình với mẹ chúng nó. Thì nói mẹ vậy chứ. Dạ. Thì mẹ nói lại với cha. Dạ, con thì nghiêm khắc thôi sư phụ. Thì nói ra cái nó tụi nó hay nhìn nhìn con cái tụi lãng đi chỗ khác sư phụ. Thì nhưng mà phải thân thiện. Dạ, dạ. Từ từ dạy dỗ ha. Dạ. Nếu mà nói mẹ là tốt lắm rồi. Dạ. Thì mẹ lén lén nói lại với cha. Cha lén lén nói lại mẹ biểu làm sao. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Có lại đây không? Mấy con có lại đây không? Không. Nói chị đi. Nói chị đi. Thôi. Ok. Cái tuổi này hơi khó. Nó hơi khó khăn, khó dạy. Phải quản chuẩn mới được. Ok. Muốn cho có con thì giờ ráng chịu chưa? À hả? Lẫn cái tuổi này, cái tuổi nó hơi khó chịu. Chưa? Yeah. Được rồi. Wow. Khổ quá ha. Không có con người ta nói mình vô phước. Có con phước mệt quá. Mỗi năm mỗi sợ hả? Mỗi năm lớn lên mỗi khác hả? Khó dạy. Đi ra ngoài, không cho con mình đi ra ngoài học, người ta trách cứ mình hả? Mình chính phủ phạt mình hả? Cho ra ngoài học thì ảnh hưởng lung tung ở ngoài đó, khó lòng mà kiểm soát. Phải rất là chặt chẽ mới được ha. Phải thân thiện với nó, phải khuyên bảo, nói cha cũng hiểu hồi đó ha. Tao cũng như mày ha, tao cũng trẻ, tao cũng làm vậy làm kia, bây giờ mày có làm vậy không? Có ha, nói nghe chơi không có gì đâu. Mà ví dụ thấy nó làm vậy thì mình thấy nó hơi sai, mình nói làm cái này thì cũng vui lắm đó, nhưng mà cái hậu quả nó có thể như thế này ha. Thì con chọn lựa cái nào nó tốt hơn thì nó hay hơn, chứ không phải bà cấm cản gì ha. Đại ba cũng đi qua cái đường đó rồi, biết rồi, nó cũng trông gai dữ lắm ha. Này cái nó mình nói chuyện giống như bạn bè vậy đó, thấy không? Dẫn ra ngoài đường uống cà phê uống gì đó ha, ngồi nói chuyện với nhau ha. Ok, giống như bạn mới được, thấy không? À, nó tin mình rồi cái gì nó cũng nói, nó hỏi ý kiến của mình, hiểu chưa? Thí dụ quý vị tin sư phụ ha, cái gì cũng hỏi ý kiến sư phụ, thấy không? Tại vì mình tin nhau, hiểu không? Tin là sư chứ mà nếu mà nhiều khi nghiêm khắc quá cũng không tốt, nhiều khi mà kêu bằng cái gì dung dưỡng quá cũng không tốt. Mình đi đường mình coi đứa nào, mỗi đứa tánh nó khác nhau, đứa thì thích dung dưỡng một chút, đứa thì thích nghiêm khắc một chút, thì mình coi quyển chuyển mà mình dạy dỗ ha. Nhưng mà phải thân thiện mới được ha. Phải thường thường dẫn đi coi cine với nhau ha, cả nhà cũng được, hoặc là dẫn đi ra mỗi đứa một đứa thôi, dẫn là ha, face to face nhá, tay đôi, nói chuyện tay đôi thôi, hiểu không? Nói chuyện vui vẻ, thân thiện hả? Cứ đi, cứ làm việc nhờ gì làm với nhau hả? Chỉ từng chút vậy đó, nó thích như vậy. Ok. Thấy cảm thấy mình là bạn hả? Là mới nói chuyện với mình. Ok. Chuyện là mình biết nó chỗ sai chỗ dở mình mới chỉ được, chứ nó không nói chuyện với mình không thể nào biết làm cái gì mà chỉ dần nó được, hiểu chưa? Ai nữa đâu? Kính thưa sư phụ, con cũng là lần đầu tiên con mới gặp được sư phụ. Mạnh giới không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Do con cũng thành tâm cầu chúc cho sư phụ luôn luôn được mạnh khỏe mà để dìu dắt chúng con trong bước đường tu học. Sau con có một cái khẩn cầu là lúc cách đây khoảng 2 năm, con có hỏi sư giả Quán Âm là về vấn đề mà con thiền định á. Khi mà con ngồi Quán Âm á, đến nỗi một cái lúc mà nó, con không biết là con có đi vào cái tình trạng nhập định hay không. Nhưng mà con có một cảm giác như một cái búa tạ hay là một cái gì mà nó đập lên đầu con một cái chò. Dạ, nhiều lần như vậy. Nhưng mà con cũng có cầu sư phụ là con, sư phụ giúp con có chuyện gì mà con cũng không biết có thể qua được hay không.
Nhưng mà lâu quá rồi con cũng không thấy nó nữa. Hết rồi hả? Dạ. Ok. Thôi hết rồi thôi. Rồi muốn có lại hả? Cái đó nhiều khi nó như vậy á, trong thiền định có nói mấy cái đó đó. Yeah. Trong Zen á, nói giống như trời long đất lở này kia đó. Thì có nhiều người cảm ứng như vậy đó, nhiều người không cảm ứng khác. Thế dạ, nó làm cho mình một cái như là hết hồn ha. Hết hồn mà giật người mình chạy luôn vậy đó. Ok. Rồi sao bây giờ muốn bây giờ sao bây giờ tu hành có tiến bộ không? Đời sống có vui vẻ không? Dạ, đó là con cảm ơn sư phụ đã cho con dành con được cái hạnh phúc gia đình. Very good, I'm glad. Sư phụ rất cảm ơn. Dạ, nếu mà gia đình hạnh phúc á, thì tu hành nó cũng dễ. Dạ, nhưng đôi lúc cũng có một chút xíu. Thì dĩ nhiên, trời ơi, muốn gì? Cái xứ này là xứ ma. Dạ, con thành tâm cảm ơn sư phụ. Vậy là hay lắm rồi, dạ, hiểu chưa? Cảm ơn sư phụ. Cả gia đình tu hành thì dễ hiểu nhau. Dễ hiểu nhau, dìu dắt nhau tu hành. Tốt lắm, sư phụ rất mừng. Biết bao nhiêu gia đình không được như vậy. Vợ chú tu thì chồng ghét, chồng tu vợ ghét. Ví dụ đó hồi nãy giờ nghe biết bao nhiêu rồi, thấy không? Như vậy gia đình của cậu với cô là tốt lắm rồi hả? Thành thật chúc mừng hả? Còn cái búa đập đó thì sư phụ lấy dục rồi. Bỏ trong lò bát quái nấu chảy ra rồi. Hết búa rồi. Nhiều khi như vậy đó, nhiều khi nó rất là mạnh mẽ như vậy à. Nhưng mà đâu có nứt đầu gì đâu ha, không có đâu. Chỉ cảm thấy thôi, cảm thấy như vậy. Ok. Trong Zen á, trong thiền á, cũng có miêu tả những cái trường hợp như vậy đó, làm vậy đó, biết bây giờ mình biết rồi ha. Nhưng mà ít có người bị như vậy lắm. Cũng có người rất là mạnh mẽ như vậy, cái thể nghiệm mạnh mẽ cũng có người ít thôi, thường thường rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà ngồi thiền nào cũng có tiến bộ ha. Đời sống cũng vui vẻ, vậy là tốt lắm. Nhiều khi mình ngồi thiền mình không thấy cảnh giới, không phải là mình không thấy, nhưng mà tại nhiều khi mình nhập định á, mình đi ra cái mình quên rồi. Cảnh giới trên kia đâu phải để đầu óc mình nó biết đâu, làm gì đầu óc mình lên tới mức đó. Chỉ có cái đầu óc mình nó mới giống như máy chụp hình rồi cái nó mới biết được, hiểu chưa? Thành lâu lâu á, có thể nào mà bị ảnh hưởng một chút á, thành cái đầu óc mình mới biết được. Còn thường thường khó biết, hiểu không? Nhưng mà lâu lâu cũng có thấy. Cái lúc truyền tâm ấn là cái lúc đó rất là mạnh, cho nên đầu óc cũng biết luôn, tại vì phá luôn, hiểu chưa? Đánh xuống rất là mạnh cái lực lượng á, cũng như là đập bể cái thành kiến này kia đó, tóe ra một cái thì đầu óc nó cũng có thể nhận được. Nhưng mà lâu mai mốt nhiều khi mình nhập định, mình khi mình thức dậy mình quên rồi. Nhưng mà nhiều khi thức dậy cũng thấy còn sót một chút ánh sáng nó lóe ra trước khi mình thức dậy hoàn toàn, thấy không? Nhiều khi mình ngủ cũng có thể nghiệm nữa mà. Ok, ngồi thiền xong rồi từ từ ngủ là trong giấc ngủ toàn là thiền không. Nhưng mà ngủ vậy đâu có thấy gì đâu, đâu biết gì đâu. Không sao, cứ tiếp tục tu hành, sư phụ bảo đảm không ai mà không lên trên hết. Ok. Rồi còn gì nữa không? Yes, con muốn hỏi sư phụ một câu nữa là chồng của con chống đối lắm và tự dưng mấy năm nay lại thích làm cái hàng mặn á. Con vẫn làm nghề của con thôi. Nhưng mà con hỏi rằng là như vậy thì chắc là con ảnh hưởng nhiều lắm phải không sư phụ? Mà kệ, ông làm muốn tiêu mình là mình tiêu. Dạ. Con vẫn được đi cộng tu bình thường, không có vấn đề gì ạ. Dạ. Okay. Ông cho mình đi cộng tu hả? Dạ, vâng, anh cũng đưa đi về đón nữa. Ôi oh yeah, rộng lượng quá vậy, tốt rồi. Rộng lượng ạ. Cảm ơn ha. Dạ. Cảm ơn cho phép tôi tu ha. Tu là nô lệ của chàng đi. Xin chàng cho phép em đi tu. Nếu mà em có phước báo thì chàng cũng được nhờ. Dạ. Chửi bới em tội nghiệp. Chú cha có chồng giống như là ở tù vậy ta. Chồng con của mấy người sẽ giống ở tù quá vậy ha. Biết rồi. Sao đàn ông nhiều khi khó chịu ha. Dạ, con xin cảm ơn chú cô. Tội nghiệp thôi, ráng mà đưa về đón vậy là tốt lắm rồi đó. Vậy là tốt là phải, cũng phải cảm ơn ổng, khen ổng ha. Nói anh không tu hành như vậy mà anh tử tế quá ha, cũng giống còn hơn mấy người tu hành nữa, nói vậy đi. Thì cái chứ nhiều người tu hành còn ghen, không cho vợ đi ta đi tu nữa, rồi còn giải đãi nữa. Vậy tốt lắm á, phải biết cái tính tốt, cái chỗ tốt của người ta mình phải biết. Chứ không phải cứ nói hoài, ông chống đối tôi hoài, cứ nghĩ chuyện đó không mà không nghĩ chuyện tốt của ông. Chưa, người chồng nào mà vợ họ cấm phản đối nhưng mà cũng vẫn đưa đón như vậy.
thấy không? Tốt lắm rồi, thì là phản đối cái miệng thôi, hiểu chưa? Dạ. Cũng phải khen ổng ha, tán thán ổng, nói à, em rất cảm ơn anh ha, anh tuy không tu hành nhưng mà anh thái độ bao dung giống như người tu hành ha, anh đưa em đi tu rồi anh rót rót rước em đi về, em rất là cảm động, nói gì đó ha. Vậy chứ phải cảm ơn người ta, thấy không? Chồng nào rảnh đưa cô đi ngồi đó, hiểu không? Tới đâu làm gì đâu, tới đó rồi ngồi, ngồi xong rồi ông tới ông đón về, về nhà ngồi nữa. Là con xin cảm ơn sư phụ, là mọi chuyện ở trong đời con là lúc nào cũng có sư phụ ở bên cạnh chăm sóc cho con hết cả mọi thứ. Tốt. Dạ. Nhưng mà con có một câu hỏi là, hay là có thể là vì con thiền định có thể nó chưa được tập trung lắm hay sao mà ví dụ con muốn nhiều khi muốn hỏi sư phụ những cái câu hỏi gì đó thì con thấy có vẻ khó nhận được câu trả lời. Có lúc thì có lúc thì không, tức là trong thiền định con hỏi á, tại vì có lúc không phải gặp được nhiều khi không trả lời, nhưng mà nhiều khi cô không nghe được câu trả lời nhưng mà kết quả nó ra tốt. Hiểu không? Vâng. Tại mình nghe không được nhưng mình điếc nhưng mà sư phụ vẫn làm dùm. Tức là mình điếc nhưng mà sư phụ không có điếc, nên là con không có nhận được câu trả lời. Hả? Tức là trình độ con thấp quá. Thì sư phụ bên bên trong chỉ dẫn đặng cho lái lèo lái mình làm những chuyện cho nó đúng. Vậy là lúc nào cũng phải nên bằng lòng kết quả mà mình nhận được, phải không ạ? Là thì... bởi vì mọi thứ là sư phụ an bài. Đúng rồi, tại vì nhiều khi cái nghiệp chướng mình nó làm sao mình phải chịu như vậy, hiểu không? Thí dụ như hỏi câu gì mà bà không trả lời vậy? Dạ, nhiều khi con cũng cần phải quyết định chuyện, ví dụ như là cho con ăn học như thế nào. Con có hai đứa con muốn cho nó ăn học như thế nào, quyết định xem là cho nó học ở đâu hay là các thứ như thế nào. Hay là những chuyện mình để gia đình, về chồng con, nhà cửa, thứ con hỏi. Hiểu rồi. Thế khó. Mấy người Tàu họ có cái quyển sổ nhỏ nhỏ mà để sư phụ nói mấy câu gì đó. Aphorism. Nên nhiều khi họ lật ra họ coi. Có mấy câu trả lời đó đúng của mình, ví dụ vậy đó. Để coi cái chữ nào mà nó hợp với mình á, coi chữ nào. Thấy chưa? Dạ. Trả lời yes or no rồi được mà. Okay. Còn nhiều người nó viết chữ lên trong giấy rồi nó thảy lên yes or no. Lấy một cái coi sư phụ trả lời yes or no. Bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu người họ kiếm đủ chuyện họ hỏi Dạ. Nhiều khi lật sách ra trong cái trang đó trả lời cho mình, thí dụ vậy đó, nếu mà mình điếc không? Mình điếc nhưng mà chưa có mù thì lật sách ra coi coi. Thấy người ta cầu nguyện đó, xong ta lật sách ra chỉ trúng cái chỗ nào đọc chỗ đó, thí dụ vậy đó. Ok. Nhưng mà mình phải dùng cái intuition là gì, cái trực giác của mình đó, mình phải cảm nhận được. Với lại mình phải mình phải coi nghiên cứu coi trường nào nó tốt chỗ nào, tại sao tốt, có chung quanh đó có bạn bè gì xấu không, thí dụ vậy đó. Phải làm mình cũng phải coi sách nữa, thấy không? Ở trường nào nó tốt, tại sao nó tốt? Trường nào nó xấu, tại sao nó xấu? Vậy đó. Rồi mình tự mình cũng ngồi thiền rồi mình cảm thấy coi cái trường nào cảm thấy được mình. Tự nhiên nó tự nhiên cái câu trả lời nó lên. Cũng phải coi trước chứ. Coi hết cái tài liệu đi. Trường này nó có cái này, trường kia có kia, rồi xong mình ngồi thiền mình nói cái nào đâu sư phụ. Cái tự nhiên cái mình nghĩ tới cái nào. Cái cảm ứng mình nó ra cái trường nào, tức là cái trường đó. Thấy chưa? Đó là câu trả lời đó. Chứ sư phụ đâu ngồi đâu mà nói chuyện như cô hoài, hiểu không? Con xin cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ. Rất là thành tâm cảm ơn sư phụ đã hóa giải nghiệp chướng cho con. Và con là người đã phải học cái bài tình thương hơn 30 năm. Và vừa qua sư phụ đã hóa giải và trút cho con được một cái gánh nặng học bài nhẫn nhục và hết sức chịu đựng. Thế bây giờ con đã được thành người tự do. Giải thoát rồi. Vâng, con đã được tự do và giải thoát rồi. Wow. Muốn làm bao nhiêu thì làm, mà muốn tu được bao nhiêu thì tu, không phải vừa tiến vừa lùi như trước nữa. Không phải xin phép nữa. Không ạ. Vâng. Nên con rất cái là... Cái nghề nô lệ của mình quýt nó rồi hả? Vâng ạ. Bỏ nghề nô lệ không rồi. Ạ. Dạ. Chứ con, sao? Vì con tu hành thì con cũng chứ... không dám phạm giới. Sao tự do được? Không dám bỏ chồng. Chứ sao mà chồng bỏ hả?
Tự nhiên là coi như là từ năm ngoái sau khi thiền ở Hung về đó, con cũng biết rất rõ là mình đã lấy nhầm, phải kẻ thù để học. Và đến sau đó thì con cầu sư phụ bên đánh trong. Đánh thiệt hay là đánh dạ. Trong đầu thôi? Không, con thiền con cầu sư phụ bên trong dạy dỗ để hóa giải. Sư phụ đánh hả? Vâng. Thì sư phụ có dạy cho con là phải thiền thật nhiều vào và tinh tấn. Thì dùng cái thiền đó thì sau đó là mỗi một tuần là những cái ngày cộng tu 5 tiếng đó, con đều phải thiền quán âm liên tục 3 tiếng. Và riêng một cái ngày chủ nhật đó là con chỉ có tập trung vào thiền. Sau được gần 7-8 tháng rồi đó, thì cái nghiệp chướng của con chắc là nó chịu đựng không nổi nữa. Nó bỏ nó chạy. Tức là trước đây ấy, thì hai vợ chồng con cùng tu, nhưng mà anh rất lười, tức là cứ mỗi một lần thiền ấy, thì là phải cãi nhau. Rủ đi thiền là phải cãi nhau. Sau đó thì con cầu xin sư phụ rất là nhiều, thì con thiền lên một ngày 5-6 tiếng. Thế từ từ thì anh ngồi bên cạnh con, anh không chịu đựng được, anh ấy phải bỏ anh ấy chạy đi xuống phòng khác. Mà anh ấy thiền một lời, con thiền một lời. Và sau đó thì đến tháng 12 thì chắc là đã đến ngày đến giờ là gánh nặng được chút. Thế là đến tháng 1 thì anh về Việt Nam và coi như là có người đã đến rước luôn hộ cho con. Rước gánh nặng đi. Vâng. Và con khi là được báo ấy, thì con rất là cảm ơn cô ta đó, rước hộ cho con cái gánh nặng đó. Tức là khi mà con gọi điện, con chúc cho cả chồng con lẫn người mà giúp đỡ con ấy, con rất là cảm ơn là con đã được tự do và giải thoát ấy. Thì mọi người rất buồn cười, nhưng mà thực sự là con rất là cảm ơn. Con rất cảm ơn họ, và con cũng việc đầu tiên là con rất cảm ơn sư phụ. Tức là từ sau khi những cái việc như thế thì con thành hoàn toàn là người tự do. Bây giờ tu 5-7 tiếng hay con ngồi suốt đêm, con cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, mà con cũng chẳng thấy ai quấy rầy con cả. Mà ngồi một mình một chỗ vậy ạ. Dạ. Và thứ hai nữa là very good. Con làm từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối mà con cứ thấy khỏe, dù con chẳng thấy làm sao hết. Rồi tối về cứ ngồi thiền suốt mà con thấy sư phụ lo cho con hết cả. Ví dụ như không được báo tin đi thiền đây, mặc dù rõ ràng là trong người con không có tiền, nhưng mà chỉ trong vòng 2-3 hôm sư phụ bán hàng cho con á. Có tiền thì còn đi được ngay. Sư phụ phải đi bán hàng cho con. I got a job. Vâng. Và cầu rồi cho tiền lương cho sư phụ. Dạ. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều, là sư phụ đã chút cho con gánh nặng, và từ nay là con okay, hết lòng. Dạ. Thế con nhớ trả tiền lương cho bà nha. Dạ. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Ok, dạ. Sư phụ rất mừng cho cô. Thấy không, tu hành này, tu thiền nhiều từ từ nó giải thoát bớt đi hết. Tu thiền tự nhiên nó giải thoát bớt đi hết. Rồi cái gì mình cũng có hết. Cứ ngồi thiền đi, không cậu gì hết á. Cứ ngồi thiền tự nhiên cái gì cũng có hết, hiểu chưa? Ngồi thiền nhiều mới câu thông được với sư phụ, hiểu không? Nhưng mà sư phụ nói vậy, nhưng mà cũng hiểu rằng cái hoàn cảnh của quý vị rất khó. Không phải người nào muốn ngồi thiền cũng được đâu.